Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người nữa. Đây. Rồi để mình dọn qua một bên nha. Quay dễ nha. Đầu tiên là cái cần này. Cần này thì giờ cũng mờ tem rồi, mình không đọc rõ là của cái hãng nào. À, đây. Của Kinh Tinh nha mọi người. Chất liệu là phíp, chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% phan này. Đấy, bể vỡ co tắc nha. Đây, đọt của nó đây. Đọt của nó thì nó mắc đầu bu với lại nó mắc nó một hai cái fan gì chỗ này nữa rồi. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Năm lóng tất cả. Cần này là Bass Fuji FS6 này. Dài 4m4, thu vào 1m02, đọt 1 ly 6. Cân nặng 300g. Mọi người bút lên cho mọi người bút á. Dưới đất. Số 1 nha mọi người. Đó, khô mực rồi. Em biết. Số 1. Cái này bán 90.000 nha mọi người. 90.000. Tiếp theo, số 2. Số 2 đây, cần là gì? Còn có tên là xước xí chỗ này nhá. Đấy. Bị cả sức. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Phíp. Ngoại hình của cái cần này, ngoài cái vết xước đây thì ngoại hình cũng được 85-90% ấy. Đây, phan thì hầu như là hư hết rồi. Đó. Còn được cái phan này với lại cái đầu bu Fuji nhá. Đầu bu Fuji. Đây, đọc đây. Khá là cứng cáp nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Bass Fuji. Đây. Cần này dài dài 3,5m, thu vào là 97cm, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 360g nha mọi người, 360g. Cái này cái số 2. Hai cái này bán 101. Số 2 101 nha mọi người. Tiếp theo số 3 là một cái cần Shimano. Đấy, cần Shimano. Chất liệu là phíp nha mọi người. Và hình cái cần này khoảng 85-90%. Đây. Khoan thì có cái nứt, có cái bể vỡ ở đây. Đầu bu này, Fuji này. Đọt. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Cần này dài 2,4m, thu vào là 90cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 220g nha mọi người. Này là số 3. Số 3. 80.000. Số 4 là cái cần này. Cần này thì chắc China xuất nhập. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95%. Đấy. Để có vẻ cái dàn fan thì nó hư rồi. Đấy, cái bu này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người.
Đây, bát đây. Cần này dài 3 mét, thu vào là 1 mét mốt, đột là 2 ly 6, cân nặng là 180 gram. Đây là cây số 3, số 4. Số 4. Cái này mình bán 90 nghìn. Số 4 90 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 5. Đây, 5 cái cần này. Hiệu con cá gì đây? Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Bass Fuji FS6. Đấy. Phan này. Phan có cái còn được, có cái nứt cho mọi người. Đây, nứt này. Mắt đá này, đây. Đầu bu này, Fuji này. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Cái cần này dài 2m7, thu vào 99cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng 140 g. Cái này cây số 5. Số 5, 90 nghìn. Tiếp theo, số 6 là cái cần Shimano Holiday Spin số 10 nha mọi người, Spin số 10. Cái này chất liệu phíp, và hình của cái cần này khoảng 85%. Đây, phan rải vỡ có, còn có. Đây, hai cái này còn. Còn cái này, hai cái này nứt. Người ta có dán keo này, mọi người ưng về dán keo, còn không có thay đi. Đầu bu Fuji nha mọi người, đầu bu Fuji. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bass Fuji này. Cái cần này dài 2m9, thu vào là 1m09, đọt 2,5 ly, cân nặng là 260 gram. Số 6. Sao? Cái này 120 nghìn. Số 7 là cái cần Shimano Holiday Spin 9 nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Dàn phan này. Có cái còn nguyên, có cái nứt vỡ, có cái mắt đá nha. Đầu bu Fuji này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Đây, Bass Fuji. Cần dài 2m7, thu vào 99cm, đọt 2,4 ly, cân nặng là 240g. Cái này cây số 7. Số 7 nha mọi người. Số 7. Cái này bán 120.000. Số 7 120.000 nha mọi người. Số 8 tại một cái cần Shimano Holiday Spin 4, Spin 8 nha mọi người. Cái này chất liệu là phíp, ngoại hình cái cần này khoảng 85%. Đấy, phan. Phan cũng có cái còn nguyên, có cái nứt bể, như cái này là nứt phía dưới này. Cái này nứt phía đây nè. Cái này còn nguyên nè. Đấy, bị hai cái phan. Đầu bu Fuji nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng. Số 8 thì nó nhỏ hơn số 9 với số 10 rồi. Đấy. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 90cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cây số 8. Số 8. Cái này bán 101 cho mọi người.
101. Đây, số 9. Số 9 là một cũng một cái cần Shimano luôn. Holiday Spin 8 giống cây số 8. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì chỗ này chỉ bính dính keo thôi mọi người. Ngoại hình của cái cần này chắc cũng được 90% á. Này, đầu bu khoan này. Khoan chỗ này gãy vỡ này. Cái này ủa. Này không nứt luôn. Cái này nứt này. Nói chung là hai cái khoan hư, hai cái khoan hư. Còn lại được hai cái khoan lành với lại có đầu bu. Đầu bu thì Fuji đây. Đấy, nó cũng ba lóng. Đấy, dòng này thì ba lóng rồi. Phan bass là Fuji. Dài 2m4, thu vào 90cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 240g. Con này cần này cần số 9. Số 9 101 nha mọi người. Số 9 101. Số 10. 10 là một cái cần Olympic. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy. Nó là bát nhựa này, bát nhựa vặn này. Đây. Phan thì hư rồi. Đấy, phan hư rồi. Còn được cái phan này, còn được cái phan cuối. Đầu bu Fuji này. Đầu bu Fuji nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nha. Cần này dài 2m7, thu vào 98cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 200g. Cái này số 10. Số 10 này bán 130.000. Số 11. Không có cần hiệu gì giờ tem không thấy nữa rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Bass Fuji FS6 này. Phan này. Phan nhựa này. Ồ. Phan nhựa mà chỉ có một cái phan này hư thôi. Hai cái phan này ok. À phan này cũng nứt rồi. Hai cái phan hư, một cái phan ok và đầu bu còn ok nha mọi người. Đầu bu thì bằng đầu bu của Fuji này. Đầu bu liền luôn. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Cần này dài 3m, thu vào 85cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 11. 11. 150.000. Số 12 là cây cần Daiwa. Này, cần Daiwa. Bass Fuji FX5. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Cây cần này ngoại hình khoảng cỡ 90%. 90%. Phan này. Đấy, nứt bể, nứt bể. Đọt thì gãy mất cái đầu bu rồi. Đấy. Còn đoạn đây. Đấy. Một lóng. Hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Với cái cần này chỗ này mình thấy bị nứt rồi này, đây chỗ này bị nứt rồi. Đấy. Đấy, cầm mình thì vẫn thấy cứng nhưng mà mình thấy có vẻ nứt rồi. Nếu mọi người về xử lý quấn dù thì quấn dây nhợ thì lại cho nó kỹ thì quấn nhá, quấn dây nhợ nhỏ keo thì quấn nhá. Đấy, còn không có thì về quấn phụ tùng. Cái này dài 2m4, thu vào 88cm, đọt 0,8 ly, cân nặng 110g. Số 12.
12. Đây 70.000. Mười ba là một cái cần cô sinh, khả năng cần này thì nội địa Nhật rồi, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95%. Đây dạng phan nứt này, nứt này đó, nứt có lành có nhá, nứt à, như cái này nó lành này. Đấy, mấy cái nhỏ nhỏ này đa phần nó lành. Ok, mấy cái nhỏ nhỏ này đa phần nó lành nha mọi người. Đầu bu đây, đầu bu thì người ta cũng đây cọc lại cái đầu bu này rồi. Đấy, người ta cọc lúc trước nó gãy, hình như nó bị gãy một đoạn, người ta cọc lại cái đầu bu rồi nhé. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu lóng nha mọi người. Bát Fuji FH7 cần dài 5m1, thu vào 1m2, thu vào 1m02 nha mọi người, thu vào là 1m02. Đấy, thu vào 1m02, đột là 1 ly, cân nặng là 410g. Cái này cây số 13. Cái này bán 190.000. 13 190.000. Rồi, 14 là một cái cần này. Cần này thì cũng không thấy tem rồi, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, bị xước này. Ngoại hình của hắn là, ngoại hình của cái cần này là sản xuất cho Boss chứ không phải là của Boss. Của Boss thì 3 bộ tiêu cục là đúng rồi. Đây, cái cần này ngoại hình khoảng 85% nha mọi người. Đây, chất liệu là phíp, dàn phan thì bể vỡ đây. Còn đồ bu nhá. À, 1 2 3 4. Bốn lắm nha mọi người. Cần này dài 3m7, thu vào 1m03, đột là 2,4 ly, cân nặng là 300g. Cái này cây số 14. 14 101. 14 101 nha mọi người. Một triệu mới được cái cải gì được 500. Ủa, lấy cái còn nữa bao mua rồi đó. Nấu vô cái bệnh biết không? Cái cần này đây, cái tem thấy cái chữ ở đây mà giờ không biết hãng gì. Bát nè, Fuji FX7 này, chất liệu là phíp, ngoại hình cái cần này khoảng 85%, 85-90% á. Này, phan của nó thì có bị nứt vỡ, người ta đã gia cố keo này. Một, hai, ba, bốn, năm, năm. Đây, cái cần này dài 4m3, thu vào 1m02, đột là 2 ly, cân nặng là 280g. Cái cần này cần số
15. Càng này bán 170.000. Tiếp theo số 16. Đây. Số 16 cái càng diễn sách đó sơn tùm lum luôn rồi. Đấy, chắc là phíp nha mọi người. Còn hãng thì giờ sơn lên cái cần rồi không biết là hãng gì. Này. Ngoại hình của cái cần này thôi, không có nấu, nó sơn lên rồi giờ đang nhận xét cái ngoại hình đây. Đấy, nó sơn màu lên đây rồi. Một lóng, hai lóng. Ba lóng thôi nha mọi người, ba lóng. Gì? Tôi đợi chứ. Fuji FS6. Không phải, bát thường chứ, FS6 chứ không phải. Dài 2m3, thu vào 1m, đột 1,4 ly, cân nặng 110g. Cái này cây số 16. 16 70k đi. Tiếp theo cái này chắc là China xuất nhập, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng được 85-90%. Đây, fan thì còn ok, chỉ có một cái fan này bị hư mất rồi. Đấy, đá sứ còn nguyên đột 1 2. Không biết có phải cái do mình nhìn không biết có phải là carbon không nữa hay do mình nhìn không ra không biết. Còn đây nó rằn ghê luôn mọi người. Này, 1 2 3, bốn lóng nha mọi người, bát thường thôi. Cần này dài 3,5m, thu vào 1m, đột 1,9 ly, cân nặng 180g. Cây này cây số 17 nha mọi người. Gì nữa kiếm gì? Máy dưới con bình có nữa mà. Máy cái gì á, mở xong rồi mà. 17. Máy con có thì có cái tu vít vạn tay đây nè. 17. Cái này bán 130.000. Này, 18 là cái cần này. Cần này chắc là China xuất nhập nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75%. Đây, dạng fan này. Dĩ rồi. Đó. Nhưng mà sứ còn nha mọi người. Đột này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng tất cả. Bát vặn này. Cần này dài 3,6m, thu vào 1,01m, đột là 2,5 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 18. Cây này bán 150.000. 150.000 nha mọi người. Cây số 19 là cái này. Cái này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này thì khoảng 80%, 75-80%. Đây, dạng fan của nó fan kim loại nhé. Trong này cái sơn nó bị nổ này, sơn nhé, sơn nó nổ chứ không phải thứ gì đâu. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng thôi. Bát vặn bằng nhựa này. Đây. Càng này dài 2m6 nha mọi người, 2m6.
Thu lại là 98 cm, độc là 2,9 ly, cân nặng là 220 gram. Cây này cây số 19. Tiếp theo cần số 20 này, cần này cần phíp, cần phíp chất liệu của nó là phíp nha mọi người. Mô hình của cái gần này khoảng 75-80%. Đây, khoan thì hư hết rồi. Đấy, như cái cần tay luôn. 1 2 3. 3 lóng nha. Cây cần này á dài 28, thu vào là 1,02 m, độc là 2,3 ly, cân nặng là 200 gram. Cái này là số 20 nha mọi người, 20. Cái này bán 70 nghìn. Đấy, ok, vậy là đã hết sản phẩm trong video này của mình. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng cho mọi người. Mọi người mua đồ cao thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200 ngàn trở lên mình sẽ ship cho mọi người. Và một chú ý quan trọng nữa là trước khi mọi người nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra cẩn thận xem có bị bể vỡ hay là hư hỏng hay là sai sót thiếu sót gì so với trên video không nhé. Nếu có trường hợp gì thì mọi người liên hệ xử lý ngay lúc đó luôn, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi với thông báo cho mọi người.